Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay anh em cùng nhìn đây. Con này nó khá là khủng đúng không anh em? Rất là khủng anh em nhá. Con này thì hôm nay test cho anh Nguyễn Sinh Hùng anh ở Cần Thơ. Con 1302 này giá 8.700.000 đồng anh em nhá. Và con này là 1.300W một kênh. Là công suất thật anh em nhá. Em đã có video rất chi tiết. Anh em nào mà muốn xem video chi tiết về con này mà em đo công suất thật đấy thì anh em có thể vào kênh của bên em, anh em xem. Hoặc là anh em có thể search là đo công suất lợi cầu tích 1302XS cho anh em. Anh em có thể xem được cái video đấy anh em nhé. Với con này thì công suất chuẩn là 1.300W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Thì với 1.300W thì súp kép kia, quật đổ súp kép anh em nhé, súp kép phun đôi là chưa được hết. Đấy, và con này nó nặng tầm khoảng độ 38kg anh em nhé. Đấy, thì hôm nay theo nhu cầu của anh Hùng thì bên em cũng sẽ bóc và test cho anh em cùng tham khảo và test cho anh. Đấy, con này thì em đã có một con mẫu để bên ngoài. Mẫu này dùng chơi anh em nhé. Đánh rất tiếng rất sướng luôn. Anh em đánh súp hoặc đánh phun đôi thì gọi như là chấm hết, dấu chấm hết luôn. Con này thì như em nói rồi, phun đôi coi 100 hoặc là súp kép coi 100. Đấy, súp kép 50 coi 100 đều chưa được hết anh em nhé. Giá cũng rất là vừa phải, 8.700.000 em sẽ bao ship cho tất cả anh em. Đó. Bao ship. Và anh em cùng sẽ xem cái con này xem nó như nào. Nó nặng tầm khoảng độ 36 đến 38 kg anh em nhé. Trước có con 3600, nhưng con 3600 ấy thì thật nó công suất 1600. Nhưng mà thật ra là anh em đánh hai con thì nó cũng chênh nhau 300W, nhưng mà nó con này nó vẫn là đúng tầm tiền. Con này giá của nó chỉ có là 8.700.000 thôi, con kia nó là 9.800.000. Đấy. Rồi. Test luôn, cắm test luôn là tí cho anh em xem cái nội thất. Anh em có muốn xem nội thất không? Cho anh em tin tưởng luôn thì em cũng khám phá luôn cho anh em nhé. Đó, yên tâm luôn. Đấy. Này thì có mạch trễ mà. Đó. Rất là êm, nói chung là dạy chạy rất là êm. Còn 3600 thì nó ổn hơn chút vì nó công suất lớn hơn. Nhưng mà anh em chơi con này thì thật sự với anh em là dấu chấm hết luôn. Em đánh ví dụ như em nói là súp kép đánh ngon này, phun đôi đánh mướt luôn anh em nhé. Đây đằng sau dây nguồn này, em nhìn cái dây nguồn phê không? Đấy, hai quạt nhá. Đằng sau tí nữa em sẽ nói chi tiết khi mở lên thì em sẽ nói chi khi thử tháo cái nội thất ra thì cho anh em xem nhé. Thì em sẽ nói chi tiết hơn. Đó. Chưa nhờ. Đang bị lỗi mạng kia anh em. Cắm lại cái rắc ấy. Cắm lại cái rắc mạng một chút. Dạo này đánh nó mạnh quá anh em. Đánh em vừa tiếp khách xong, đánh mạnh quá nó bị rớt mạng. Đó. Rồi ok. Được rồi, ok rồi. Đó. Không, cho bài nhạc mà hay test kìa. Đừng tím bằng lăng đi cho nó bình thường như anh em vẫn thích nghe đâu. Đó. Đó. Anh em có thể nghe nhá. Đây là em đang đánh. Tuấn tua lại đi, tua lại ngay từ đoạn đầu đi. Cho anh em nghe cho nó chi tiết nhất. Đấy. Đấy nhá. Kéo lại đấy, đấy. Rồi ok. Nha. Đó. Đó. Đó anh em nghe nhá. Ok chưa? Đó. Nghe cái tiếng bass của nó rất là xuống, rất là sâu anh em nhá. Dù là loa full nhưng đánh rất là sâu vì những dòng này thì công suất là lớn, nó đủ giải. Đây kênh 1 này. À, đúng không ạ, kênh 2 đây. À, ok chưa? Đấy, kênh 1 đây. Đó, kênh 2 đây. Đấy. Ok chưa? Ok chưa anh em? Đấy, thì anh em có thể thấy. Và quạt rất là mát, êm ái anh em nhé. Ok chưa, hai kênh rồi. Đó, ok chưa, đấy, đó,
Rồi, đây cho anh em xem chi tiết nha. Đấy. Đấy, cho anh em xem cái chi tiết của nó này. Rồi. Đấy, bọn sao xem cho anh em xem cái nội thất đi luôn. Đấy, chi tiết này. Nó có cổng linh luôn anh em nhé. Linh. Cổng linh đây. Hai kênh. Đấy. Này sắm được cái này hôm trước các bác bảo là đầu tư cái này để tăng cho nó vặn cái biến áp ra, nó đỡ bị xước cái cục đẩy. Hôm nay em thiết kế luôn. Đó. Con này thì có các chế độ như steer này, panel này anh em nhé. Đó. Đây. Đấy, sẽ sử dụng steer. Con này có cả cáp súp luôn, nhưng mà em sẽ ợp lại hết. Đó. Limit on nhé. Đó, ok, ợp lại hết. Không để cắt súp, con này có phần cắt súp anh em nhé. Và có một cái đầu để anh em brit vào. Chập brit. Đấy, ở đây nó cũng có ký hiệu luôn là anh em muốn brit thì sẽ hai đỏ này, và đỏ trên thì sẽ là đỏ trên thì sẽ là dương, đỏ dưới sẽ là âm. Đó. Nói chung là con cụ đẩy này thì không có gì để mà nói rồi, nó quá là đơn giản. Đấy, vừa rồi em cắm tín hiệu trực tiếp vào đẩy và ra loa luôn. Ra loa luôn chứ không qua thiết bị nào xử lý. Đấy, cái dây của em. Đấy, thì ra loa luôn. Thì khai phá luôn cái cục đẩy này. Em quay là quay video liền luôn anh em nhé. Để cho anh em xem cái chi tiết về con này. Đấy, bóc luôn. Bóc tem luôn anh em nhé. Đó. Thật ra là bóc chả có vấn đề gì đâu, nhưng mà bóc ra cho anh em xem thôi. Chả vấn đề gì, tí em lại đóng lại thôi anh em nhé. Vì mới nguyên hộp, nguyên thùng nhá. Cái dòng này nó là hai thùng. Thùng giấy, hai thùng giấy. Size của nó khá là dài anh em nhé. Dài, nhưng mà đổi lại nó công suất nó lớn. Đánh nghe nó sướng tiếng luôn anh em nhé. Chất âm của nó đánh nó chắc nịch anh em nhé. Phải nói là chắc nịch. Nên nhiều anh em cứ bảo là công suất lớn đánh loa bé có sao không. Em đánh đôi loa bát 30 thôi, nhưng mà nghe nó ra nó đủ chất tiếng anh em nhé. Nó đủ chất tiếng, nghe nó rất là hay. Đấy, còn mình không nên tiết kiệm. Có điều kiện thì tội gì, cứ chơi công suất nó dư ra nhé thì nó ngon. Đây, cái nội thất của nó đây anh em này. Đó, biến áp đây. Biến áp lớn không, 1300 mà. Đó, cho anh em xem này. Tụ này, tụ cao bằng nóc luôn nhé. Tụ cáp tốp nhé. 80V 15.000 mi. Cao bằng nóc luôn. Đó, dòng này thì khỏi chê rồi. Chơi dòng này thì khỏi chê luôn. 1302XS nhé. Và áp của nó rất lớn nhé. Áp lên tới 123V. 3 đường áp anh em nhé. Con này thật ra nó mạch class 2H anh em nhé. 3 đường áp này. Sao nào? 41V này. 82V này. Và 123V này đối xứng. 3 đường áp, con này mạch class 2H. Nó hai cái dòng áp cao. Bình thường như con khác ấy, nó chỉ là 41 và 82V đối xứng đúng không ạ? Nhưng mà đây nó thêm một áp nữa là 123V đối xứng nữa. Đấy, một áp cao nữa. Đây nó gọi là mạch class 2H. Đó, và sò cũng không cần nhiều sò đâu. Con này, cái sò này ấy thì thật ra với anh em là sò tôi, nhưng bình thường nhưng nó ăn nhau ở cái MOSFET này. Đấy. Nếu mà như đếm sò con này thì là sai lầm. Vì tại sao? Nếu mà nó có từng ấy MOSFET nhé, sử dụng con 70N10 ấy, em đã nói rất nhiều video về con này rồi, là con này ấy nó từng ấy sò thôi, nhưng nó phải bằng những cục đẩy khác là 56 sò em nhé, 56 sò đấy, hoặc là 60 sò, bằng những cái dòng mà không có bù áp bằng phét này thì phải bằng những con cục đẩy khác 56 hoặc là 64 sò đấy, 56, 60 ấy. Đấy, nhưng dòng này thì khẳng định với anh em là nó quá chất. Anh em nhìn dây dợ đi này, chất không? Công suất ra chuẩn là 1300W. Em đã có video em đo rồi. Đấy, em làm video chi tiết cho anh em cùng tham khảo. Và thêm nữa, con này nó có bộ mạch trễ. Mạch trễ của nó đây này. Mạch trễ này anh em, khi đây này, cái dây công tắc nguồn của nó chỉ bé thế này thôi này. Đấy, nó bình thường những công tắc nguồn này, nó lấy những dây to này đúng không, nó vào đây đúng không, nhưng mà đây con này nó có bộ phận làm trễ đấy, kiểm soát nhá, rất là an toàn cho anh em sử dụng. Đấy, bình thường nó gắn cái công tắc nguồn ở đây này đấy, nhưng mà đây thì nó có sử dụng cái biến áp và nuôi một cái bộ mạch trễ nữa, nó làm cho nó an toàn hơn đấy, đúng không?
an toàn hơn. Đấy, và dòng này thì nó có phần xử lý tín hiệu ngay ở đây nữa, buồn lái ấy. Đấy, nếu anh em nào biết. Và thêm nữa cho anh em nữa là nó là tất cả linh kiện trên cắm hết. Linh kiện trên cắm thì nó sẽ rất là bền, và có vấn đề gì sửa chữa nó rất là dễ anh em nhé. Đấy, thì với con này giá hiện tại bên em đang bán là 8,7 triệu. Nói chung là con đẩy rất là bền, khỏe, đẹp và chất anh em nhé. 8,7 triệu đồng và sẽ bao ship cho anh em. Khá chất đúng không ạ? Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em. Đó, nhìn nó chất là những cái cuộn này. Đó, mùng 8 tháng 10 năm 2021 rất là mới, đết rất là mới anh em nhé. Đó, anh em nhìn này, rất là đẹp, tụ tiếc. Rất là cao, anh em nhìn ngoài thì anh em sẽ biết nó rất là cao và to. Đó, chất rất là chất, ba đường áp và cái biến áp 3U mà nó to này thì khỏi phải bàn rồi, đúng không ạ? Đấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ nhé. Đấy, anh em chỉ mở như này thôi, không chọc ngoáy gì cả. Đấy, anh em yên tâm, tất cả được bảo hành chính hãng 12 tháng. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.